Xin chào quý vị khán giả của Điểm Hẹn Cuối Tuần. Các bạn thân mến, như vậy là tiết trời ở Hà Nội đã sang thu rồi. Thanh Mai ơi, với cái thời tiết se se lạnh gió đầu mùa như thế này mà chúng ta không đi ra đường để tận hưởng trời thu thì thật là có lỗi với thời tiết, có đúng không nào? Chính xác. Và xin đố quý vị khán giả của Điểm Hẹn Cuối Tuần cùng với anh Thiên Lâm, địa điểm nào tại Hà Nội ngắm mùa thu thì là tuyệt vời nhất? Tuyệt vời nhất. Đối với riêng cá nhân anh nhá, thì anh thường lựa chọn ở những quán cà phê ven hồ. Ven hồ, Hà Nội thì có nhiều hồ lắm, hồ Tây, hồ Gươm vân vân. Ngày hôm nay thì Thanh Mai sẽ dẫn anh Thiên Lâm cùng với quý vị khán giả tới một địa điểm ven hồ Tây mà có một cái phong cách rất là đẳng cấp, rất là sang trọng. Và đặc biệt sẽ có view nhìn từ tầng 13, 14 xuống dưới ôm trọn khung cảnh của hồ Tây luôn. Anh Thiên Lâm đã sẵn sàng chưa? Anh sẵn sàng. Vậy thì quý vị khán giả còn chần chờ gì nữa, hãy theo chân Thiên Lâm và Thanh Mai ngay thôi nào. Chúng ta đến rồi nhà hàng Mizumi anh Lâm ơi. Wow, Mai ơi, phải công nhận nhá là không gian tuyệt vời đấy. Nhưng mà anh thấy rằng là chắc là chỉ để ngắm chứ làm sao mà tận hưởng gió trời thu nhỉ? Anh đừng có mà nóng ruột vội. Đi cùng em vào trong tôi sẽ biết. Let's go, quý vị khán giả cùng vào trong nhá. Nếu muốn ngắm trọn mùa thu Hà Nội, vừa thưởng thức những món ăn ngon mang phong vị ẩm thực xứ hoa anh đào, thì Mizumi Westlake là cái tên không thể bỏ qua. Ở Mizumi, đầu bếp không chỉ đơn thuần là người nấu các món ăn ngon, mà còn là một nghệ sĩ rút hết tâm huyết để tạo ra từng tác phẩm nghệ thuật hoàn hảo. Trong đó không thể không kể đến hai khu vực nổi bật hơn cả là Omakase and Sushi Dining và Teppanyaki Dining. Niềm cảm hứng của Mizumi là tạo ra xu hướng ẩm thực Nhật Bản hoàn toàn mới, hiện đại và độc đáo hơn so với các nhà hàng Nhật Bản khác tại Hà Nội. Chúng tôi mong muốn có thể góp phần đưa nền F&B của Hà Nội lên một tầm cao mới. Mizumi mong muốn rằng mỗi lần khách đến với Mizumi sẽ có một trải nghiệm độc đáo, bởi Mizumi đã, đang và sẽ mang đến đa dạng trải nghiệm ẩm thực. Anh Lâm ơi, thay vì chúng ta lựa chọn món khi đến bất cứ một nhà hàng nào và sẽ được đầu bếp cũng như là nhân viên phục vụ ấy, thì tại Mizumi sẽ có một hình thức vô cùng đặc biệt có tên là omakase, không được order đồ ăn trước mà sẽ gửi chọn niềm tin cho đầu bếp và chờ xem là món ăn gì sẽ được phục vụ mình. Và ngày hôm nay thì Chef Hảo đang có mặt ở đây để cùng với chúng ta sẵn sàng bắt đầu chuyến hành trình này. Xin chào các bạn, hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn những món hải sản làm sắt, làm từ sashimi. Rất là tươi từ Nhật Bản. Điều đặc biệt nhất ở Mizumi là tất cả hải sản của mình được nhập 100% từ bên Nhật và rất nhiều loại cá tươi. Bên mình đã ký hợp đồng với bên Nhật chuyển sang bên này. Thì mình sẽ giới thiệu, mình có hai loại cá. Một loại cá ngừ vây xanh đến từ chợ Chiba của Nhật Bản và bụng cá ngừ, cá hồi, hirame cũng đến từ Nhật Bản, octopus và hotate đến từ tỉnh Hokkaido. Nhưng vừa rồi anh Hà có giới thiệu về nguyên liệu ấy, thì chúng ta có thể thấy rằng là về cái chất liệu của nguyên liệu này được nhập hoàn toàn từ Nhật Bản về thì như vậy là rất là đảm bảo đúng không? Chắc chắn rồi, không những thượng hạng mà còn rất là đắt đỏ nữa đúng không ạ? Chef Hảo ơi, cho em hỏi một chút là cái hình thức omakase này á là có chỉ riêng ở những nhà hàng cao cấp không hay là nó khá phổ biến ở các nhà hàng Nhật nói chung ạ? Ở các nhà hàng Nhật nói chung thì họ rất phổ biến bởi vì omakase là hình thức trao niềm tin cho đầu bếp. Thế nên là khách hàng sẽ không biết được là mình sẽ được ăn cái gì về tiếp theo và các bạn hãy chờ để nhận được những điều bất ngờ. Dạ vâng. Thực ra anh thấy cái hình thức này rất là thú vị Thanh Mai ạ. Không biết là em thế nào nhưng mà cá nhân anh khi mà anh đi ăn ở các nhà hàng ấy, anh thường khá là đắn đo trong cái việc là mình sẽ nên lựa chọn món nào. Thì đến với cả Mizumi thì anh không cần phải đắn đo điều đấy nữa. Còn với em ý, thì cái việc mà chúng ta tận hưởng cái hình thức omakase này nó giúp giải tỏa stress. Khi mà chúng ta cảm thấy là căng thẳng này, cảm thấy có chuyện gì đó mà cần giải tỏa, cần người nói chuyện ý, thì cái hình thức omakase này sẽ rất là hữu hiệu. Chúng ta được trò chuyện với một người lạ, thay đổi hẳn không khí đúng không anh Hảo? Chúng đúng ta rồi. Sẽ không nghĩ đến những cái vấn đề căng thẳng của công việc nữa mà tới đây chỉ tận hưởng đồ ăn thôi. Đến với chúng tôi thì không có gì đặc biệt ngoài những hương vị ngon và những người đầu bếp luôn luôn hài hước, biết cách nói chuyện với khách. Trời ơi, anh nhìn này, quý vị nhìn này, có giống một bức tranh không ạ? Anh Lâm nhìn này, rất là đẹp đúng không? Cái hình đá đề con này nhìn rất là giống một mực đúng không? Nhìn em thấy giống hòn non bộ đúng không anh ạ? Non bộ nó một cái sự sáng tạo. Cái đề co của cái đĩa này là do chính cái sự sáng tạo của anh Hảo đúng không ạ? Đúng. Chúng ta còn món gì nữa không anh? Có, mình có thêm một món cơm cuốn nữa.
Em cảm thấy như là mình đang được ở trong một cái bộ phim mà cuộc sống kiểu rất là xa hoa và nhiều màu sắc ấy. Tất cả các khách hàng đến đây thì đều được trải nghiệm, và những khách hàng nào đến đây cũng có một cái niềm vui riêng, bởi vì là họ tìm được cái niềm vui của họ về đồ ăn và sự trải nghiệm mới. Cảm ơn anh. Quá nhiều đồ ăn luôn, nào là maki này, nigiri này và sashimi. Bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt đầu. Thôi em đói lắm rồi trời ạ. Chúng ta sẽ ăn như thế nào nhỉ? Anh thấy bình thường là mọi người sẽ hay quấn quấn với cả rong biển và lá tía tô đúng không? Đấy là cách ăn đồ Nhật của người Việt Nam đấy. Chứ còn ở bên Nhật á, chuẩn là chúng ta sẽ đặt thẳng phần wasabi này lên trên miếng cá và chúng ta chấm với tương. Ui, như thế thì cay. Đây là wasabi tự nhiên nha, làm handmade chứ không phải là wasabi mà chúng ta mua ở ngoài siêu thị và các cái tuyếp cay nồng đâu. À, đây có phải là cái củ wasabi tươi đúng không? Chính xác. Trong này chúng ta sẽ có cá ngừ vây xanh này, phần lưng, phần bụng, cá hồi, bạch tuộc và bào ngư. Em rất là thích ăn cá ngừ, thế nên là em sẽ thử cá ngừ trước nhá. Giới thiệu với các quý vị khán giả này, đây chính là phần lưng của cá ngừ vây xanh. Rất là đắt, rất là ngon luôn. Rồi, bây giờ chúng ta sẽ chấm vào tương này. Rất ngon cả nhà ơi. Là một fan cứng của sashimi, em phải cho món em 10 điểm. Quá ngon. Chúng ta cảm nhận được cái sự mềm và rất là tươi, cực kỳ tươi. Trời ơi, cảm nhận như là cái miếng cá này vừa, con cá này vừa được bắt lên từ dưới nước và bây giờ xảy ra và chúng ta thưởng thức luôn ấy. Rất là tươi nha. Anh sẽ thử một cái miếng maki này nha. Trên cái miếng maki này của chúng ta thì sẽ có một chút trứng cá hồi này, và bên trong là sẽ có thanh cua các bạn ạ. Cơm mềm này, có vị giấm Nhật thanh thanh, rồi là có thanh cua, có rong biển và có trứng cá, thật sự là hòa quyện vào nhau rất là ngon ạ. Nói chung là vị rất hài hòa các bạn ạ. Bên này sẽ là nigiri, có nigiri cá hồi và nigiri với mực. Em sẽ thử cá hồi này. Đó, cả nhà ơi, cả nhà nhìn thấy cái sự xinh đẹp này không? Rất là ngon nha. Nhắc đến đồ Nhật thì không thể nào không nhắc đến cá hồi được rồi. Một món ăn mà rất là giàu dinh dưỡng, giàu omega, và nó có vị rất là ngon. Nếu ai mà thích ăn cá hồi mà nó không quá ngấy thì chúng ta sẽ được thưởng thức phần bụng của cá hồi. Phần lưng nó sẽ không bị ngấy quá như là cái phần bụng mà người Việt Nam hay ăn. Cá hồi ở đây thì thực sự rất là tươi ngon nha cả nhà. Mềm ngậy và trời ơi, nó tan ở trong miệng của chúng ta. Mai ơi, phải công nhận là cái phong cách omakase này đặt trọn niềm tin vào đầu bếp ở đây thì anh không hề thất vọng một chút nào cả. Anh Hảo đã đem chúng ta đến một cái hành trình ẩm thực rất là thú vị, đúng không nào? Đúng rồi, rất là thú vị. Nhưng bây giờ chúng ta còn được đến với một hành trình tiếp theo, đó chính là teppanyaki. Mời anh Lâm và quý vị khán giả cùng theo Mai nhé. Mizumi là một nhà hàng Nhật Bản hiện đại, rất khác biệt so với những nhà hàng Nhật Bản truyền thống khác. Chúng tôi sử dụng nguyên liệu và kỹ thuật nấu ăn hiện đại, kết hợp với phong cách ẩm thực châu Âu, với các nguyên liệu Nhật Bản để tạo ra các món ăn hiện đại, mang lại trải nghiệm thú vị hơn. Mỗi lần khách trải nghiệm sẽ có một hành trình ẩm thực khác nhau và đầy thú vị. Giới thiệu với anh Lâm và quý vị khán giả, teppanyaki là hình thức mà đầu bếp của chúng ta sẽ sử dụng một chiếc bàn thép rất là lớn để có thể nướng này, xào, chiên đồ ăn trực tiếp trước mắt của thực khách. Chúng ta có thể cảm nhận thấy đồ ăn bằng tất cả các giác quan của mình, từ nhìn thấy này, ngửi thấy mùi vị thơm như thế nào, tai thì nghe những cái âm thanh rất là thú vị đến từ các cái dụng cụ nhà bếp, và cuối cùng đó là nếm thử đồ ăn trực tiếp tại bàn. Bây giờ anh Lâm có háo hức không? Em háo hức lắm rồi đấy. Anh cũng rất là háo hức và còn chần chờ gì nữa. Ngay bây giờ xin mời quý vị khán giả hãy cùng với Thanh Mai và Thế Lâm đến với phong cách teppanyaki ngay thôi nào. Đối với Mizumi, teppanyaki được ví như một màn trình diễn ẩm thực đặc sắc, nơi đầu bếp sẽ biểu diễn ngay trước mặt khách.
trên một tấm kim loại lớn, teppan, chủ yếu bằng kỹ thuật chiên và áp chảo yaki. Các thực khách sẽ chăm chú chiêm ngưỡng việc chế tác từng món ăn như đang xem một vở kabuki của Nhật. Nghệ thuật ẩm thực teppan yaki lôi cuốn thực khách không chỉ bằng hương vị của các món ăn được nướng trên mặt bếp teppan bằng thép không gỉ, mà còn bằng sự khéo léo của người nghệ sĩ đầu bếp qua màn trình diễn cắt thái nguyên liệu trên mặt bếp bằng xẻng, tung hứng nguyên liệu và điều khiển ngọn lửa bùng cháy lên rồi tắt thật nhanh, đảm bảo món ăn vừa chín tới, giữ được vị ngọt nguyên bản của nguyên liệu tươi và cũng bật lên được hương thơm độc đáo của các loại gia vị. Các món ăn teppan yaki thường bao gồm các nguyên liệu tươi và gia vị. Đặc biệt, Mizumi sẽ mang đến cho thực khách những nguyên liệu cao cấp, thượng hạng như sò điệp, gan ngỗng hay bò wagyu A4 hảo hạng được nhập trực tiếp từ Kobe, Nhật Bản. Làm như vậy sẽ giữ được độ nóng cho món ăn đúng không anh? Đúng rồi, nó vừa đẹp mắt và nó vừa quan trọng là giữ được cái nhiệt. Em sẽ đặt tên cho món này là sò dự sinh. Mình ăn cái sò này với lại cái gan nóng cùng với một ít cái trứng cá hồ. Mà mình vừa ăn xong rồi mình vừa được nhìn xong rồi mình ăn cái sốt cùng với lại cái sò điệp ở trong cái vỏ luôn. Dạ, cảm ơn anh rất nhiều ạ. Đối với món bò này thì mình sẽ có 3 cái trải nghiệm. Cái miếng đầu tiên mình sẽ thử với cái wasabi và cùng với Himalaya. Miếng thứ hai thì mình sẽ thử với cái sốt chimichurri. Miếng thứ ba thì nó là cái sốt limi, nó làm từ cái sốt hành. Ba cái vị này nó sẽ là ba cái vị hoàn toàn khác nhau. Cái vị đầu tiên là cái vị nguyên bản, nó không chêm cái vị của bò nào. Nó giữ được nguyên cái vị hương vị của bò, nó giữ được nguyên gốc. Cái vị thứ hai thì nó là cái chua mặn, nó chêm một tí cái vị để cho mình cảm nhận được cái vị khác của nó. Cái vị cuối cùng sẽ là cái chua ngọt. Cái hành là chua ngọt. Cái hành nó sẽ là chua ngọt, còn cái chimichurri nó là chua mặn. Chua mặn. Mình sẽ ăn kèm chút tỏi chiên, một cái nấm. Cảm ơn anh rất nhiều. Thực sự là sau khi chứng kiến anh Tuân chế biến ra những món ăn như vậy, anh không nỡ ăn luôn á. Nó đúng như là một tác phẩm nghệ thuật đúng không anh? Nhưng mà đồ ăn ấy quan trọng nhất là phải nếm vị chứ không chỉ nhìn đâu. Bây giờ chúng ta sẽ cùng thưởng thức luôn nhé. Gan ngỗng này, sò điệp này, thịt bò và cùng với một số các loại rau củ, nấm, hành tây. Wow, okay. Cái miếng sò điệp nhá. Thực sự là nó vẫn giữ được độ ẩm bên trong Mai ạ. Đúng rồi, nó mềm. Mềm. Ăn nó vừa giống nấm mà nó vừa giống thịt. Chính xác. Đúng không ạ? Và không bị tanh nha, nó không còn tanh nữa. Đúng các bạn rồi. ạ. Đặc biệt là được hòa quyện với một cái loại nước sốt được chế biến rất là đặc biệt bởi đầu bếp, nên là cái vị của sò điệp nó không chỉ gọi là tươi ngon vốn dĩ của nó mà còn được hòa quyện thêm với vị sốt rất là hài hòa nữa ạ. Ok, chúng ta sẽ cùng thử sang món gan ngỗng. Wow, gan ngỗng kết hợp với cả trứng cá hồi. Béo, ngậy, cảm giác là rất là giàu chất dinh dưỡng. Chính anh ạ. Chính xác. Nhưng mà cá nhân anh thì, đây là quan điểm cá nhân thôi, thì anh thực sự anh chưa thích món này lắm. Tại vì có thể là nó hơi bị
Ngấy quá số bản thân anh. Nhưng mà anh thấy không, hài hòa trong tổng thể của cả món ăn này thì gan ngỗng cũng chỉ là một phần nhỏ thôi. Chủ yếu là sẽ là sò điệp và ăn kèm với một số loại rau củ. Phải nói là nó sẽ bớt đi phần nào cái vị ngấy rồi. Và đồng thời anh có để ý không, đầu bếp có một loại sốt riêng biệt cho gan ngỗng, nên phần nào đó sẽ làm giảm đi cái độ béo, độ ngậy của gan ngỗng, giúp cho mọi người có thể dễ ăn hơn. Tiếp theo thì sẽ là món bò Wagyu A4, sẽ ăn kèm với cả ba loại sốt. Đầu tiên là wasabi tươi này, ăn với cả muối Himalaya. Và theo anh giới thiệu thì muối này là muối ở trên núi chứ không phải là muối ở biển đâu. Rất thú vị ạ. Thực sự thì miếng bò thì chúng mình chọn ở cái chế độ là tái vừa, ăn rất là mềm các bạn ạ. Chúng ta vẫn cảm nhận được cái sự, trong tiếng Anh nó gọi là juicy, tức là cái miếng thịt bò nó vẫn ướt, nó vẫn tươi, nó không bị khô đâu nha. Còn các cái loại rau củ đi kèm như là nấm này, cà chua và tỏi chiên này thì cũng rất là ngon miệng, rất là vừa. Nó là một sự kết hợp rất hoàn hảo đấy. Và cuối cùng thì chúng ta sẽ cùng nhau thưởng thức cái món cơm rang. Rồi, vậy thử nha. Rất là thơm, trời ơi, cảm giác cái hành ấy nó vẫn còn rất là tươi và đúng xanh. Anh cảm thấy là cái gia vị nêm đếm rất là vừa phải. Với một cái tiết trời sang thu thì ở đấy anh cũng đã được tận hưởng những cái đồ ăn hoàn hảo này, với một cái không gian tuyệt vời rồi. Nhưng mà thực sự thì anh vẫn còn cảm thấy là chưa được tận hưởng cái không khí gió của mùa thu nhỉ. Vâng, nói đến Hồ Tây thì chúng ta không thể nào bỏ qua khung cảnh hoàng hôn được. Đặc biệt là tại một địa điểm ở tầng 13 như thế này, rất là dễ để có thể quan sát được toàn cảnh view hồ với mặt trời lặn, cực kỳ lãng mạn. Khi bước chân vào Sky Lounge, thực khách sẽ được đắm chìm trong thời tiết mát mẻ và tầm nhìn ôm trọn Hồ Tây. Không chỉ vậy, các bạn sẽ cảm thấy vô cùng thư thái khi tận hưởng những món uống cocktail cực kỳ hợp với mùa thu và tận hưởng một buổi chiều thật ngọt ngào, say đắm bên cạnh những người thân yêu. Yes. Anh Lâm thấy sao? Được ăn những món ăn tuyệt vời này, được ngồi một cái không gian cực kỳ chill cùng với cả những cái góc view triệu đô như thế này ấy, thì phải thú thật với các bạn rằng là Thiên Lâm như là được ôm trọn vẹn cái thu Hà Nội vào trong lòng mình vậy. Cảm ơn Thanh Mai rất nhiều. Thực sự là chúng ta được đến đây với gia đình và người thân yêu để tận hưởng mùa thu Hà Nội thì quá là tuyệt vời. Và khoảng thời gian đẹp nhất này của năm thì chỉ diễn ra rất là ngắn thôi, chỉ còn vài tuần nữa thôi. Thế nên là quý vị và các bạn, chúng ta hãy cùng tới ngay với Mizumi để có thể tận hưởng được những món ăn ngon và một cái phong cảnh thật sự rất đẹp như thế này của mùa thu Hà Nội nha. Còn bây giờ thì thời lượng của chương trình rất tiếc là đã hết rồi. Xin hẹn gặp các bạn vào những số tiếp theo của Điểm Hẹn Cuối Tuần nhé. Xin chào, tạm biệt.